con coi nè. Các bạn mình sẽ vô game. Các bạn để nó chạy nha các bạn. Này. Rồi mình sẽ bấm dấu nhân này. Vô đây. Mình á, mình vô đây. Gì á? Các bạn ơi, các bạn nhìn nè, mình đã sẽ vô đây, mình qua bên đây nha các bạn. Hôm nay mình mua cái này. Mình sẽ đi qua đây, mình sẽ lấy cái cuốc nha các bạn. Mình sẽ đi mai nha các bạn. Rồi các bạn, mình quấn cáo. Rồi các bạn thấy không? Mình á, là mình sẽ ra ngoài này. Mình lấy bơm cho nó nha các bạn. Bơm bơm. Mình lấy gậy bát nha các bạn. Rồi các bạn thấy chưa? Thì bác nó sẽ phóng. Bây giờ mình sẽ vô đây nha các bạn. Mình bị què tay què chân luôn. Các huynh đệ thân mến, nếu các bạn là dân văn phòng hoặc là sinh viên thì khi chơi trò chơi này, có khuyên các bạn nên chọn lát phát sinh với làm việc chữ có thể cắm mâu tu. Trò chơi này mở phòng luyện công cho tất cả mọi người. Rồi, mình sẽ bấm qua đây. Các bạn thấy chưa? Có cực khởi nè. Như đây. Cẩn trọng. Có máy game chờ ngang nha các bạn. À, có máy game à. Game này chơi ngang nè các bạn. Rồi mình mới vô trò chơi thôi. Mình bấm vô đây. Đây. Wow, đây mới đúng là emo chính hiệu. Phàm quái nhặt đồ thoải mái, tỷ lệ rớt đồ thì cao. Phàm quái có 30 phút. Sẽ bắn vào đây phần 2 nha các bạn. Bốn. Đầu tiên mình sẽ chiến đấu nha. Nhìn ra.
Các bạn nghe không? Bấm giờ đâu? Đã nặng. Đây. Sau đó sẽ dán cái cây này lên. Rồi. Rồi mình sẽ ra mà ngoài nha. Các bạn ơi. Các bạn ơi, mình sẽ chơi trên này. Hai dạ 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 dạ. Các bạn ơi, mình sẽ chơi cái này. Mình sẽ đi ra ngoài nha. Rồi sau đó. Các bạn ơi, thì cho các bạn xem nè. Cái này để làm gì ba? Gì? Cái này để làm gì ba? Nào. Cái này nè. Cái nào? Cúi luôn gì? Mà đâu biết đâu, không chơi mà. Hay là để mình bảo vệ đó, thủ á. Là sao? Tức là mình hợp á. Ai đá thì mình hợp xuống. Nếu ai đá trên đầu thì mình hợp xuống. Nó đá dày mà ba. Đi bên nơi người ta đá, hiểu không? Mà mình có cây mà sợ gì? Rồi, các bạn thấy chưa? Mình chơi game này rất là giỏi, mình tập luyện rồi. Một người mà rồi mình phải dẫn nha, rồi mình phải dẫn nó về chung với mình mới được. Dẫn nó về mà chỗ mà cái chỗ mà nãy có chữ không, là chỗ để cho nó đi á. Lại cái chỗ nè, chỗ ở đâu ta? Đây nè. Rồi nó nhìn trang rồi chắc à. Cái này á, nhưng mà không biết cái này để làm gì, mà hơi khởi đi, không quan trọng nữa. Quan trọng là mình phải chiến đấu kìa. Vô đây. Ủa, đi ngôi nhà mình đánh rồi mà ta. Còn 18 giây rồi. Cuối cùng đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Ủa là sao?